Toplink.atm.com, bán hàng PUBG Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplink.atm.com. Có một cái thằng bạn kia đéo gì? Có một team kìa. Có một team. Một team 4 kill. 4 kill của thành viên. Ui định mày bay này. Ông ơi, ông bay như này thì mất hết. Mẹ sao lại xuống nước nhỉ? Ngu đi xuống nước chứ sao? Bay đúng rồi, bay ngu xuống nước. Ông ơi, số 3 là sai lầm đấy nhá. Số 1 ạ. Ôi mình. Ông ơi cẩn thận. Mình biết sao. Ông ơi cẩn thận nhá ông ơi. Ôi, đéo đây. Tôi còn đéo biết tôi có sống được không này thì mãi. Súng không có rồi. Đây rồi. Chị bảo bắn ông kinh quá. Bắn có mỗi thế mà kêu kinh. Qua AK này ai bắn không? Bạn tình ơi ấy bạn. Nãy có tiếng bước chân ở đây đâu nhỉ? Nó bắn rồi, thằng kia nó bắn con bot rồi. Tình ơi, nhanh thật đi mẹ. Aha, đây rồi nào. Tay còn đau không? Ừ? Tay còn đau không? Hỏi ngu ấy, đau vãi lồn. Em đưa tay nghe lồn à? Con mẹ. Hỏi ngu thế đau. Thua. Nhưng mà đây có người này. Hỏi thế thì chị nó luôn đi, mẹ con bị đấy. Tức thật. Hỏi ngu thế đau vậy. Cái lù. Mẹ thấy thật, nó đằng sau cái thùng nhỉ? Anh biết rồi. Nó đâu ấy? Chạy đây rồi. Đâu? Rồi, đéo cái chân này. À, đéo cái hại ấy. Nó dưới tầng. Nó dưới tầng 1 đấy. Còn mẹ, nó anh cầm shotgun. Hey you, hey. Ok. Cần lên một, cần lên team này rồi. Sao sư Huân? Ui. Sao sư Huân lại làm thế đó hả? Ây da. Thiệt là khổ quá đi mà. Ây da, sư Huân làm thế là dở rồi đó sư Huân à. Nắp được không bạn ấy ơi. Ôi bạn này ông cơ bạn. À thôi. Thì tôi đấy. Còn nghĩ là rất là cà khịa. Hello. Ôi, mình không có cứu được kịp rồi. Hello. Còn mẹ. Đúng thật đấy. Hình như là tôi chiều các em quá nên các em hư đúng không? Người lạ phế vãi. Được không? Anh em thấy pha đấy được không? Cần 4 luôn. Nào các em ồn quá đấy. Ok. Ui tại cả lấy mét ôi cả nó lại đi. Bạn tình ơi, bạn con mèo đáng yêu ạ. Ghê. Gạt đồng đội mình á. Không có đâu. Bạn tình ơi, sẽ có bên nhau á mình. Nó chạy vào chỗ nhà vệ sinh này rồi. Pha ném nét tí nữa thì ăn bốc đất luôn anh em ạ. Mà tay em bấm ở chỗ nào ấy hả Phanh? Trúng kép. Mới lại nhiều chỗ nữa. Em bấm 3 cái trên sụn với một cái ở dưới. Nói chung là đéo vào sụn thế thôi. Bạn ơi. Này. Chơi thế này em thì mất hết. Mũi không? Chơi thế này thì mất hết. Định bấm nhưng mà sợ bị sợ về bố đánh. Sao bố đánh? Đi các mẹ đánh đéo chưa thoát nào. Hay là thoát nhá, sao? Chơi trận mới nhá. Thôi ông cứ bắn đi. Ông cứ chơi đi. Sao mọi người thoát thôi. Không sợ đâu. Vẫn đang ngồi nói chuyện ra ấy, bị làm sao ấy. Đừng thoát nhá. Thôi thôi, cứ bắn đi, cứ bắn xong trận đi, tôi đợi mà. Mà lỡ mà thoát thì sao? Thoát thì buồn lắm. Không thoát được. Thật. Ở trên, nói trên thế, trên. Nếu mà thoát thì thoát từ nãy rồi. Ui à. Một má vẫn còn người kìa. Thằng cuối, thằng cuối. Một má chúng nó nói chuyện đau đầu thật sự luôn á. Tắt là để mic tổng đâu đó. Thế này thì chết mà. Ai. Hết rồi, cái mũ mute vậy. Ôi cứ bắn đi rồi còn... thì đi bắn nhau tiếp thôi. Quất cam kìa. Ok, mình đi khô máu cho nhanh nhá. À thôi cứ bắn từ từ. Tại đồng đội chết hết rồi mình không buồn chơi nữa. Bắn ngu thì cả chết. Thì ra là anh thấy em nốc rồi anh cũng không muốn bắn nữa. Thôi đây anh đừng có lươn. Đây anh mới chết theo em đấy. Thôi im mẹ đi, anh lúc đéo là giờ thế. Luôn theo. Vãi cả nổi hai bạn này chửi nhau. Anh hẹn 9 giờ thì vậy. Hello anh em nhá, mình một like nhá anh em ơi. Mẹ đéo hiểu. Để mình xem nào, mình cố gắng. Ui chửi kìa. Anh đợi em từ 8 rưỡi. Ta sẽ ngồi đây để xem ạ. Hai thí chủ này làm gì tôi nhưng mà. Thế đi con mẹ thế là đợi từ 8 rưỡi à? Mẹ đợi từ 8 rưỡi là phải đợi từ 8 rưỡi đến chửi nghe thôi thấy yêu đúng không? Lỗi anh hơi to hơi to. Mẹ thôi chuyện muốn đấm nhau vãi. Muốn đấm nhau vãi. Cục xúc VL. Hello Đặng Thanh nha, hello cậu Hấm nha. Anh em like chia sẻ giúp mình nhá. Hello Quỳnh Anh nhá. Nói chuyện cục xúc vãi. Anh em người yêu chửi nhau thế chết. Ôi rồi. Phải chửi cho khôn ra. Yêu đương gì? Mình thường mình hay vào team mình thấy mấy anh trai ấy, hay toàn nịnh em gái thôi mà vào đây hôm nay gặp chửi như đúng rồi. Nịnh đồ mẹ chửi là thông não ra chửi cho ngu người ấy. Yêu thương nhiều là không được. Chửi cho lớn là thôi. Ôi rồi thì mẹ em lớn hơn cả anh đấy. Em lớn hơn cả anh. Vãi nồi. Lớn về thể xác anh hiểu không? Chà này. Có không? Anh lớn à, buồn thì mất fan cứng á. Nhưng mà tâm hồn em vẫn lớn hơn anh mà. Tâm hồn em lớn hơn anh, em lớn hơn chỗ nào? Tâm hồn to tròn à? Tâm hồn to tròn. Ai à? À câu đấy. Ok. Bây giờ em phải nhớ cái câu đấy nhá. Công nhận. Đi câu đấy. Ok bảo anh biết. Công nhận. Không à. Được. Vì em lớn hơn anh. Đấy là tâm hồn to tròn là đúng rồi. Lớn hơn là đúng rồi. Ai lại nói như thế? Lại lồ. Nhưng mà giảm cân xong tâm hồn em nó đéo đẹp nữa rồi. Sao lại giảm cân kiểu gì vậy? Tâm hồn không đẹp là sao? Bởi vì cái đấy nó như kiểu là teo lại là nó có phải nó là gì nhỉ? Nói chung là cấu tạo của nó hầu như là mỡ ấy. Thế là xong thì nó sẽ bị đấy thì như mình nói nôm na nó teo lại đấy. Toàn nhở. Nghe toàn. Nó cứ kiểu gì ấy. Nghe nó cứ sai sai chỗ nào ấy. Ừ nghe nó bị kiểu bị sai ấy. Bắt càng không có người rồi. Check á. Check trai sao đi check em gái. Vô lý. Check cái gì? Bao giờ phải check. Check cái đéo này. Đòi check này thì chịu rồi. Thế thì chịu. Mẹ anh đòi trách tâm hồn của em á. Vãi lồn anh nghĩ thèm mà mẹ vãi cả lồn ạ. Địt mẹ. Đéo hiểu kiểu gì. Đéo hiểu kiểu gì thật. Chết chết thật đấy. Đéo hiểu. Nhiều lúc đéo muốn hiểu rồi nhá. Đòi trách tâm hồn của em nữa thì thôi. Vứt. Vứt đúng vứt đi thế. Vứt chứ còn gì nữa. Vứt thôi. Không có người bot, không có ai bot cam luôn. Bot cam mình đéo phải lút luôn này, địt mẹ vãi cái đấy. Biết thế nhảy luôn bot cam cho nó khỏe. Thế chứ, mà nhảy bot cam là mọi người là đâu? Trận trước rồi, lú phải lú tí. Ra bộ đừng có mà chơi đồ rồi. Đừng có mà bot cái gì vào trước đi cho mẹ anh toàn đấy đấy. Đéo chơi cũng ép chơi bằng được. Nói nữa chảy bão cam á, tôi đang khèo cho anh em gì đó. Mang tiếng nha mọi người. Mang tiếng cái lồn đấy, sự thật. vãi cả nồi. Hai thanh niên này chửi nhau hài vãi thôi. Mấy hôm nay hôm qua hôm nay rảnh. Chào Luân nha. Nói chuyện kiểu này vui mà đúng không? Ui, chạy mãi mà không gặp ai luôn này. Không bắn nhau ở đâu ấy, không thấy ai luôn. Chả hiểu luôn. Ngáo thật đấy. Ngáo thật sự. Chạy như thằng ngáo này mà nó còn không thèm bắn. Cất súng chạy luôn. Đéo nghe tiếng súng luôn á. Buồn nhỉ. Bắn vèo cái. Em biết tại sao em không nghe tiếng súng không? Thế anh y mẹ thì em đéo muốn nói chuyện với anh cơ. Vãi nồi. Đi chán mẹ một cả mình. Chán. Một đấm. Đi bẽ hộ cái. Chắc sợ. Ai da, sợ giật đi. Nhà phải có nóc nha. Nhà phải có nóc. Nhà phải có nóc này cả. Tại ngày chắc xem nhà TikTok nhiều quá. Thấy toàn thấy TikTok ở trong này đúng không ạ? Tôi còn đéo tại TikTok ạ. Thôi ông đừng có vào mồm điêu nữa ông ạ. Thật. Ông đừng có vào mồm điêu. Lươn đấy. Lươn lẹo đúng không? Được. Nè không có người được thật luôn này. Thế là đúng không có người luôn ạ. Vô lý. Nếu anh nhảy họ. Vô lý thế nhở? Đéo hiểu luôn. Mẹ đi lút dạo hết à? Lú thật. Lú rồi. Một mình cứ nhảy tưng này. Mẹ bị làm sao nha. Đấy hết người rồi. Ừ thì chúng nó bắn nhau ở đâu nhở? Bot cam gì sọt không nhảy thì nhảy đâu được nhở? Mấy cái thanh niên này buồn thế nhở? Ai cái này tìm em của Hồ Quang Hiếu à? Này là đúng rồi. Tìm này thì chết rồi. Đúng đấy nha. Qua tán mốc kìa. Không gặp ai luôn. Nghe vô lý thật sự. Đấy. Chào Nguyễn Duyệt nha, hello anh em nha. Cho mình một like, một chia sẻ nha anh em ơi. Like cho mình đến 200 đi các cậu ơi. Có người cho mình một like thôi. Bên trái. Qua luôn, qua luôn. Ở bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. Anh nói chuyện ngu đấy. Anh nói chuyện gì? Con mẹ mất cay vai rồi. Sao em lại chửi anh ngu như thế? Đây uống nước đi cho đỡ cay. Em lại chửi anh như thế này. Chết chết. Chửi cho khôn ra. Nói chuyện cứ ngu. Anh khôn vãi lồn, khôn gấp đôi em luôn. Gấp đôi luôn. Chứng minh, bây giờ phải chứng minh. Có bao giờ thằng nào ngu nó nhận mình ngu không? Không hề. Thế em có ngu không? Thế em có ngu không? Cái quá là tôi lồn ai mẹ đứa trả lời lại được nhà. Gì nữa cơ trật tự nha, nhà là phải có nóc được nhà được cần nóc bạn này để... mình đánh giá cao câu hỏi của bạn được thật sự vặn lại quả không đỡ được cay đúng không? Cay uống nước đi à? Có thằng Lan tính kìa. Hai thằng không? Ừ mình thấy rồi. Hai thằng. Trời ơi, giờ biết bao giờ em mới biết sấy X6. Cứ cầm là sấy. Bao giờ anh cầm tay anh chỉ tận nơi. Được đấy nhở? Được, hấp dẫn cho anh lồn thì hấp dẫn lại. Thế chắc chắn là đéo bao giờ rồi thì con mẹ. Thế thì phải tự học đi vậy. Chờ người thế đúng không? Con này có đồng bọn không nhỉ? Vẫn nóc mà. Ừ thì đang ý là mình suy nghĩ xem bọn nó có đồng bọn nó có ở đây không ấy. À, cái này thì phải hỏi nó thôi. Nhà rồi mấy tổng hả? Mẹ cứ làm như ai cũng mở mấy tổng nè. Đỡ. Bạn tình ơi ấy bạn tình. Ôi trời ơi nằm như thế này. Thấy các cô đó không ở đây không? Hai người chạy lại lúc đấy rồi. Dở. Địt mẹ thằng hai người giống y hệt anh nhá. Trời như thế thì mất hết. Địt con mẹ rất là thích đi lưu thính và đéo hiểu kiểu gì. Thế là cũng chết à? Hay là giống nhau à? Đúng rồi đấy. Chết. Tôi chơi game không địt mẹ tôi mà sống được mới tài. Chết là bình thường. Chết là bình thường, sống mới là sống được mới tài. Thế thì chịu. Đúng, thế thì chịu. Phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát thế này. Hai thằng này chạy từ đâu chạy ra mà chạy lè nhở? Ơ định mệnh này. Bắn nhau đâu nhỉ? Chán nhở? 12 thằng nữa, bao này vẫn còn nhiều nhở? Ừ cũng nhiều nhưng mà chưa biết nó ở đâu luôn ấy. Là còn chết bo đó và ai cả lột. Chơi game cái này tầm này vẫn còn chia bắn nhau kìa. Đéo biết bắn ở đâu vậy? Chịu, bây giờ thì mình cũng chịu thôi, chạy từ Bài Lan chạy toàn qua khu lớn à, mà không có ai thì bó tay. Chạy đúng một đường thẳng đấy. Còn có ai thì mấy khu đấy có ai nhảy đâu. Đéo hiểu. Bọn lại bị làm sao ấy. Mẹ lúc thì nhéo nhảy, lúc thì thi nhau nhảy. Đéo hiểu kiểu gì đúng không? Kéo như lươn. Địt con mẹ ai lươn cơ. Anh có bảo em đâu mà sao em phản ứng mạnh thế nhở? Mạnh mẽ đấy. Lươn mà. Lươn cái lồn. Lại trả lươn. Bánh là bây giờ vậy. Địt mẹ ai lươn. Em lươn lúc nào. Anh lươn vãi lồn đấy. Đây rồi, đây rồi. À đây rồi. Lươn xong cứ đi bảo người khác lươn nhé. Đéo hiểu kiểu lồn gì. Hình như trong nó ở bên kia, nó ở bên đường này này. Mình chạy lên này xong mình xuống khu nhà. Chạy sợ thế nhở, tầm này chạy sợ cực. Đi vẽ trống với ai đấy. Tao tên thật là tao tên Linh, tên Lý, tàng hình rồi. Vì này cái đoạn này dễ có thằng nằm bãi lồn đi qua dẫm mẹ vào đầu mất. Từ đã, bò. Mình chắc là kín dẫm. Mình ngoài bo rồi, mình chạy quay lại đi. Nghe chạy đi rồi này chạy lại. Rảnh vãi lìn thật. Không hiểu bọn này nấp đâu anh em ạ. Không gặp ai luôn anh em ạ. Sợ thế. Hello mọi người nha, cho mình xin một like nha anh em ơi. Giúp thằng em một like nha anh em ơi. Sát viền thôi. Xịn hơn thì có thể chia sẻ giúp thằng em một cái cho nó phấn khởi nha. Im thế nhở? Sợ vãi nồi. Bên kia. Ui, lại chạy bo cái định mệnh. Vãi cả bo ạ, địt mẹ. Đùa nhau thật sự. Tranh thủ. Đang bắn nhau đấy, không nhìn mình đâu. Có thằng nóc ở trước mặt không rồi. Thấy rồi. Nói như cũng nhìn thấy tôi rồi. Ui còn một team à. Đùa thế. Team 4 rồi. Này chạy sao? Bỏ khó. Còn team 4 rồi. Ui nhìn 3 thằng kìa. 3 thằng. Có rồi. Ủa. Vãi lột. Thế thì chịu. Đẩy ở đây rồi. Anh làm sao được mình nào. Chịu. Cái này thì về chơi một mình. Mẹ em thấy ba thằng ạ. Cái này thì về chơi một mình thôi chứ chơi bời gì.